một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 2 đấu 2. Và đây sẽ là một trận đấu của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV được chơi với một cái ạc ở level 20. Sát cảnh ngay lúc này với chúng ta sẽ là Lâm Nguyễn, một người em trai rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở trên nhóm Zalo. Ngay lúc này thì cánh của lực lượng liên đoàn cũng sẽ là những người chơi ở level 18 và level 20. Cũng là những người chơi rất mạnh mẽ và rất pro VIP nha. Đây hứa hẹn cho em sẽ là một trận đấu rất hay. Ngay từ những phút đầu tiên, chúng ta và cả Lâm Nguyễn cũng đã cố gắng rà soát bản đồ để có thể chiếm lấy được các thông tàng viên ngay lúc này. Đụng độ với liên đoàn, giao chiến ở khắp mọi nơi. Vẫn còn có rất nhiều các thông tàng viên và chúng ta sẽ còn phải cố gắng để có thể chiếm lấy đó ngay thôi. Trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã liên tục đụng độ phải những người chơi rất mạnh mẽ bên cạnh lực lượng của liên đoàn. Và cách chơi của họ cũng là tấn công nhanh. Cho nên bây giờ thì chúng ta cần phải rút kinh nghiệm rất nhiều. Và ngay từ những lúc đầu game thì chúng ta cũng đã buộc phải tăng cường triển khai những phương án phòng thủ căn cứ một cách hợp lý hơn. Tăng cường triển khai quân và phòng thủ căn cứ ngay từ những phút đầu tiên. Và không chủ quan được ở bất kỳ một giây phút nào cả đây mày. Chính xác rất tốt ở phía bên trong và họ cũng đã có được các đơn vị xe bộ Fortress rồi. Lâm Nguyễn cũng đã bắt đầu có được những đơn vị C2 Amarillo và chúng ta cũng đang cố gắng để có thể chiếm được các thùng tàu nguyên lớn ngay lúc này. Hai thùng tàu nguyên lớn ở vị trí trung tâm của bản đồ. Lên nhà rất nhanh và có nhà sản xuất Hero. Đó là một dấu hiệu cho thấy lực lượng của liên đoàn của Sanh Đất Biển là một người chơi rất mạnh mẽ và rất pro VIP rồi, chứ không phải là dạng vừa anh em ơi. Mấy ngày hôm nay thì đồ thua là quá nhiều rồi. Cho nên cần phải chú ý ngay. Chiếm được tàu nguyên và ngay tức di chuyển các đồ vào lĩnh bộ bên một ngay. Chống lại xe Fortress của liên đoàn với một người chơi rất VIP như thế này. Chúng ta cần phải có sức mạnh mạnh mẽ hơn từ các đồ về xe cơ giới thôi, chứ lĩnh bộ bên là không đủ sức đâu. Có Cyclone luôn rồi. Rất VIP và rất mạnh mẽ. Lâm Nguyễn cũng cần phải tăng tốc nhanh hơn để có thể chiếm được các thông tàu nguyên ngay em ơi. Tốc độ triển khai quân của liên đoàn là thật sự là quá nhanh. Phút thứ 3 của trận đấu rồi. Cố mà chính xác thôi em ơi. Thu quân ngay. Rút lui quân ngay lập tức quay trở về căn cứ ngay. Triển khai những phương án phòng thủ căn cứ. Chống lại những phương án tấn công ở trên bộ và cả ở đường không của liên đoàn. Hai đơn vị sạc lo rồi. Lực đạp là rất tốt và chúng ta đã tổn thất đi rất nhiều cơ đồ với lĩnh một reply bằng ngay lúc này của Hiếu Nguyễn của Samic TV và cũng đã có cả Cerberus rồi. Một đơn vị hero level 1 anh em ơi, lực đạp là rất tốt. Xe một Coyote của chúng ta cũng đang buộc phải di chuyển liên tục để tránh đè đập bắn liên tục từ cơ đồ với hero của liên đoàn. Và đồng thời thì cũng có thể thoát được khỏi tầm bắn của cơ đồ với sạc lôn. Tiếp tục lại là sạc lôn rồi. Trình sạc quá tốt anh em ơi. Triển khai giữa phương án phòng thủ căn cứ gầy. Lâm Nguyễn cũng đã nâng cấp gia chính lên level 3 rồi. Và có thể là em trai sẽ tăng cường triển khai gia chính lên level 4 gầy anh em ơi. Sẽ sớm thôi. Chúng ta mặc dù đã chiếm được cả hai thùng tàu nguyên lượng, nhưng không biết là có đủ sức để mà chơi với liên đoàn hay không. Vì thông thường những người chơi pro VIP họ sẽ có được những lợi thế nhất định về sức mạnh. Và đồng thời tốc độ triển khai quân của họ cũng là rất nhanh nha. Rất VIP và rất mạnh mẽ. Trinh sát lên phía trên căn cứ lượng quân xanh Đức Lan và họ cũng đã có được cái đầu với tăng Hammer và lĩnh bộ mình một rồi. Rất có thể đó là một phương án tấn công nhanh của liên đoàn.
có vẻ là săn lạp yếu hơn. So với săn đất biển, họ có tốc độ triển khai quân là chậm hơn so với săn đất biển, nhưng dù sao thì họ cũng đã lên nhà rất tốt. Và với cái đội vừa lớn 1 kết hợp với C2 thì đây có thể nói là những người chơi rất biết cách chơi rồi. Không nên chủ quan anh em ơi. Hiểu Nguyện cũng đã ngay tức cắm ra những tháp bắn tỉa từ xa kết hợp với xe dĩ và lớn bộ binh. Chúng ta cũng đang chuẩn bị tăng cường triển khai thêm rất nhiều các đơn vị tăng gia gùa. Lâm Nguyện sẽ cầu kéo ở phía trên này, cố gắng sạc bằng lực lượng của sân Đức Lam. Còn chúng ta sẽ cố gắng phòng thủ các cửa ở phía bên dưới đây anh em ơi. Đụng độ với lính trinh sát của Liên Đoàn. Vẫn là tăng Haber và sạc lộn rồi. Rất đông da, rất đông rồi. Đây rồi anh em ơi, có tăng Haber, Sebarus và rất nhiều cơ đồ với sạc lộn. Và chúng ta đã sẵn sàng để chuẩn bị phòng thủ căn cứ ngay lúc này rồi. Chúng ta đã trinh sát được ra. Chứ nếu không thì rất có thể là chúng ta sẽ toàn với lực lượng của Liên Đoàn ngay phòng thủ căn cứ ngay lúc này. Lệnh bộ mình đã sẵn sàng, tăng gia quân đã sẵn sàng và xe diễm cũng đã sẵn sàng đụng độ với sạc lộn. Kinh rồi. Tốc độ di chuyển của tăng Hammer cũng là rất nhanh. Di chuyển vào phía bờ trong, chúng ta cũng đã có tăng gia quân. Chống càng bắn phá thôi. Họ đang dẫn dụ chúng ta ra phía bên qua đẹp ơi. Một cái đánh rất mạnh mẽ của Liên Đoàn. Bắt đầu có sự di chuyển của đơn vị tăng Hammer vào phía bờ trong. Phóng thủ các cứ thôi nào. Em ra Lâm Nguyện cũng đã kéo xuống cái đôi với C2 Amarillo và chúng ta đã có xe nhím ở đây. Đồ kháng trực tiếp với Sarkon và cái đôi với Tahaber của Liên Đoàn. Phòng vệ các cứ mặt mọi giá thôi. Sebarus cũng đã di chuyển vào phía bên trong cùng với cái đôi với Tahaber. Và mục tiêu của họ đó chính là bắn phá và cái đôi với tăng gia quân của chúng ta. Và các tổ chức công sự phòng thủ các cứ của chúng ta ngay lúc này. May mắn là còn có xe nhím để chống lại cái đôi với Sarkon, chứ nếu không thì cũng rất mệt mỏi với Liên Đoàn này bầy. Sebarus rất mệt mỏi. Sẽ chỉ mua phải di chuyển một cách liên tục để tránh để được bắn liên tục của tăng Haber. Và đồng thời thì cũng cần phải có được tầm bắn rất tốt để chống lại cái đầu vầy sắc bóng của Liên Đoàn. Sebarus mơ mơ anh tây. Nó đã di chuyển thẳng vào phía bên trong các cứu lực lượng của Hiếu Nguyện của Sermin TV. Và chúng ta vẫn đang cần phải có sự tăng cường thêm cái đầu vầy lớn bộ binh. Và đồng thời là cái đầu vầy tăng gia quân ngay lập tức anh em ơi. Đã có những y tế được bút lên rồi, những y tế vàng. Sắc bóng đã rút luôn ra phía bên ngoài và chúng ta vẫn còn có tăng gia quân ở đây và rất nhiều cái đầu vầy lớn bộ binh 1 và 2. Lùi quân rồi. Một đợt tấn công rất mạnh mẽ và ở phía trên này lực lượng của Đức Lan cũng đang tấn công bằng căn cứ lực lượng của em trai Lâm Nguyện rồi em ơi. Cố gắng phòng thủ căn cứ thôi em ơi. Em trai đã nhiệt tình hết sức, đã kéo hết tất cả các đầu vầy xe hạ mà lượn xuống phía bên dưới căn cứ của Hiếu Nguyện của Sermin TV để hỗ trợ chúng ta. Nhưng ngay lập tức thì Đức Lan cũng đã chớp lấy thời cơ và bây giờ thì em trai cũng đã phải rất chật vật để đối kháng lực lượng của Liên Đoàn của Đức Lan rồi. Cố gắng lên em ơi. Xe dĩ và tăng Jaguar vẫn đang cầm cửa vị trí này. Em trai có thể phản hồi căn cứ thành công rồi. Một sự nỗ lực của chúng ta và đầu mình và đã đẩy lui được một đợt tiến công rất mạnh mẽ của Liên Đoàn phút thứ 9 nha. Quá khủng khiếp và căng thẳng anh em ơi. Anh em đã thấy ghê chưa? Chúng ta chỉ còn khoảng 27 tí đồng hồ nữa là sẽ kết thúc những phiên hoạt động của sự kiện cây thông đám đầy rồi. Và tất cả những người chờ chúng ta đang cố gắng chạy KPI. Tăng tốc chạy KPI rồi thì chắc chắn là họ sẽ buộc coi những đợt tấn công dành mạnh mẽ và uy lực nhất. Và cố gắng kết thúc lấy trận đấu thật sớm và tiếp tục đến với những trận đấu tiếp theo. Chúng ta sẽ cần phải cố gắng chiếm lấy được cả thông tài nguyên. Chắc chắn lực lượng của Liên Đoàn của sân đất biển sẽ chiếm được vị trí này góc 6 giờ. Chúng ta làm gì có cửa mà ra phía bên ngoài. Chúng ta cần phải phòng thủ ở điểm F để đồng minh của chúng ta có cơ hội để tấn công ở vị trí điểm G. Đó là những kế hoạch của chúng ta và Lâm Nguyện ngay lúc này. Đây là một trận đấu mà Hiếu Nguyện và Lâm Nguyện đã có được một sự trò chuyện với nhau ở trên kênh Diệp Voi Chat của Hiếu Nguyện Gossavik TV. Chúng ta đã có được những sự tương tác rất tốt và cũng đã triển khai được rất nhiều những kế hoạch phòng thủ căn cứ và tấn công một cách hợp lý trong trận đấu lần này. Diễn biến của trận đấu đã được tiếp diễn ở đây bầy. Đụng độ với các đơn vị tăng Hammer của Liên Đoàn, họ đã quá rút lui rồi. Ngay sau đợt tấn công đầu tiên, khi mà chúng ta đã khiến cho một đợt tấn công dành của Liên Đoàn trở nên phá sản thì chắc chắn rằng họ sẽ cần phải thận trọng hơn rất nhiều.
Sao lần này bắt đầu có được sự xuất hiện của các đội với tăng rớt rồi. Lính bộ mình và tăng rớt rồi đây mày. Phục thứ 10 của trận đấu nha. Đây là một trận đấu mà lúc này chúng ta và Lâm Nguyễn rất căng thẳng đây mày. Thường xuyên có những suy tính và thay đổi chiến thuật liên tục để có thể chống lại những tấn công của lính đoàn. Lâm Nguyễn sẽ tấn công ở cái cứ lực của Sơn Đức Lam. Và kế hoạch của chúng ta đó chính là nếu như lực lượng của Sơn Đức Bình kéo lên phía trên để phòng thủ căn cứ thì chúng ta sẽ tấn công tổng lực ở cái cứ lực của Sơn Đức Bình ngay. Em trai đã bắt đầu tấn công rồi, cố lên em trai. Tăng cơ giới hạn đã sẵn sàng. Tăng gia ngũ đã chống càng đối kháng trực tiếp với lính bộ binh của liên đoàn. Họ có tăng hà bờ và tăng rớt ở phía bờ trong. Đối kháng trực tiếp rồi. Chắc chắn là Sơn Đức Bình đang phải đòi với đầu bên là phải cố gắng mà phòng thủ đi bạn ơi. Không lên cứu đồng bên rồi. Đã không lên cứu đồng bên rồi anh em ơi. Giọt của linh đoàn cũng đang buộc phải quay trở xuống ngay sau khi di chuyển lên phía trên đỉnh núi. Và đó là một cơ hội rất tốt cho Lâm Nguyễn di chuyển vào phía bờ trong. Và bây giờ là các đơn vị phòng thủ của linh đoàn đã không còn đủ sức để có thể đánh chặn được các đơn vị xe cơ giới hạ đạn của Lâm Nguyễn được nữa rồi. Tăng gia u đã di chuyển vào phía bờ trong căn cứ lực lượng của linh đoàn. Và sau đó mình đã buộc phải kéo lên phía trên. Sơn Đức Bình đã kéo lên rồi và đó là cơ hội của chúng ta đây mày. Chúng ta sẽ di chuyển xuống phía dưới đây. Sáng sáng đã đánh ấp lực lượng của Sơn Đức Bình ngay thôi. Nhưng có lẽ là họ đã chột dạ rồi đây mày. Vàng đã tấn công rất mạnh mẽ và Lâm Nguyễn đã gần như là kiểm soát được cuộc chơi ở phía trên đây rồi. Quá tuyệt vời. Sơn Đức Bình đã chột dạ và họ đã không di chuyển lên nữa rồi. Họ cần phải cố gắng phòng thủ ở căn cứ ở phía trên đây. Một người chơi rất biết cách chơi và rất biết cách điều phối chiến thuật nha. Bởi vì họ biết rằng cái nào nặng hơn, dễ hơn cái lúc này. Cho dù có kéo lên trên thì chỉ cũng là một sự tổn thất rất lớn thôi. Cũng chưa chắc là có thể cứu được đồng quân anh em ơi. Mà bây giờ họ rời đi thì có thể là chúng ta sẽ đánh ốp ngay. Vì chắc chắn rằng họ đã đặt một câu hỏi rất lớn, đó là Hiếu Nguyễn đang ở đâu. Xong rồi, Salam đã xong rồi anh em ơi. Phục thứ 13 của trận đấu nha. Chúng ta đã thành công được trận đấu về thế hai đấu một rồi. Và Dragonfly của Hiếu Nguyễn Ngôn Sao Việt TV đang cố gắng trên sát vào phía bờ trong. Tập trung rất đông các đội với Tang Hammer và Cyclone rồi. Đây là một người chơi rất VIP và có rất nhiều huy chương. Chúng ta sẽ lựa chọn một phương án an toàn. Và Hiếu Nguyện và Lâm Nguyện trong lúc này đã thảo luận với nhau những chiến thuật tiếp theo rồi. Chúng ta sẽ cần phải có được những quả bom tên lửa hạt nhân. Những quả tên lửa hạt nhân là hợp lý hơn. Và liên đoàn cũng đã nâng cấp được nhà sản xuất xe Hero lên level 3 luôn rồi. Sẽ có cả những đơn vị Solaris và cả Seraphine. Điều đó là rất chắc chắn nha. Với một người chơi mạnh mẽ như thế này và họ đang bị dồn vào thế bốc cơ hay thì chắc chắn là họ sẽ xài item rồi. Chúng ta sẽ cần phải làm gì ngay lúc này? Đó chính là Hiếu Nguyễn cần phải kim cho lực lượng của Sơn Đức Bình anh em ơi. Để tạo cơ hội cho Lâm Nguyễn có được một quả tên lửa hạt nhân là hợp lý nhất vào lúc này. Anh em thấy đó như thế nào? Có hợp lý hay không thì hãy cứ bình luận nha. Một quả tên lửa hạt nhân vào lúc này có hợp lý hay không? Lâm Nguyễn muốn tấn công luôn. Nhưng rõ ràng là chúng ta không thể tấn công. Chúng ta tinh sát rất tốt ở phía bên trong và biết họ đã có những gì. Chúng ta biết kế hoạch của họ là những gì anh em ơi. Họ đang dốc lực để có thể triển khai được rất nhiều các đơn vị tăng hạng nặng là tăng Zeus. Và triển khai được các đơn vị Hero. Với lực đam là chúng ta vẫn chưa thể biết được là lực đam của Hero của họ là như thế nào. Nhưng chỉ cần Cerberus ngay từ những phút đầu tiên thôi thì chúng ta đã thấy họ là những người chơi rất mạnh mẽ và uy lực rồi. Và ngay sau khi kết thúc trận đấu, chúng ta ra phía bên ngoài thì đã phát hiện ra họ là một người chơi có rất nhiều các huy chương. Solaris đã xuất hiện và họ cũng đã có xe khiên. Một phương án tấn công mạnh mẽ giữa các đơn vị tăng sớt xe khiên và Solaris rồi. Cyclone cũng đã di chuyển lên phía trên đụng độ với các đơn vị lên bộ mình của Lâm Nguyễn rồi. 4 đơn vị Cyclone
Các đội vệ Ripley bên của chúng ta đang phải chống trả rất quyết liệt với các đội vệ Sako ở vị trí này, và rất có thể họ đã muốn cố gắng phục cho đồng minh rồi. Đồng minh đang kêu gọi lũ sân đất biển, cần phải kéo lên phía trên để cứu lấy họ ngay. Nhưng chắc chắn là chỉ có là một câu là chờ đã thôi bạn ơi. Mình còn đang lo phía bên dưới đây, bạn cứ chờ đó thôi. Ngay lập tức thì Lâm Quyền đã di chuyển lên phía trên, vì chắc chắn là họ sẽ triển khai lại cả cửa rồi. Ở đây hãy thử nhìn xem, Sắc Lô đã di chuyển rất nhanh nha. Di chuyển rất nhanh rồi. Và Hiển Quyền cũng đã triển khai một top rất nhiều các đơn vị Dragonfly. Chúng ta sẽ di chuyển đến vị trí đây, và sau đó là sẽ tấn công ướp vào các lượng của liên đoàn nếu như họ tấn công chúng ta đây mày. Rất căng thẳng và cực tính rồi nha. Vì nó quá căng thẳng cho nên mình sẽ không tu nhanh ở vị trí này anh em ơi. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm những cái khoảnh khắc mà Hiển Quyền và Lâm Quyền đang rất căng thẳng cho lúc này. Sakura cũng đã trinh sát căn cứ lực lượng của chúng ta rồi, và họ đang tìm cách để tấn công nha. Họ đang tìm cách để tấn công chúng ta ngay lúc này. Họ không thấy chúng ta đang có những gì ở phía bên trong, thì họ tin chắc chắn rằng chúng ta ở phía bên ngoài, nhưng họ vẫn chưa biết chúng ta đang ở đâu. Và ngay lập tức thì liên đoàn cũng đã bắt đầu di chuyển xuống phía bên dưới đây rồi. Tăng Yagu đã xuất hiện rồi, đồng đồ với lực lượng của liên đoàn đã phát hiện ra nhau. Phát hiện ra rồi thì va vào nhau thôi, chỉ biết làm thế nào bây giờ. Chắc chắn là chúng ta sẽ không còn có bất kỳ một đội vệ xem bộ sở nào ở vị trí này đâu. Nhưng buộc rồi, phải như vậy thôi anh em ơi. Sơn Lam đã cứ vừa bởi khôi phục lại căn cứ nhưng đã không thành công. Chúng ta đã tổn thất đi một đơn vị rất lớn rồi, một số rất nhiều các đơn vị tăng gia của các đơn vị xe nhiễm rồi. Vẫn còn có Rank of Fly phía trên đây, rút quân về căn cứ phòng thủ căn cứ ngay. Và em trai Lâm Nguyệt cũng đã sắp triển khai thành công một quả tên lửa hạt nhân rồi. Và lực lượng liên đoàn đã bắt đầu tiến công chúng ta rồi anh em ơi. Đang hành quân đến vị trí trung tâm của bản đồ, và mục tiêu chắc chắn là căn cứ lực lượng của Hiển Quyền Osamic TV. Và em trai cũng đã bắt đầu tập trung vào vị trí này với rất nhiều các đơn vị tăng nhân quân và sẽ nhiễm rồi nha. Di chuyển xuống phía bên dưới rồi, chúng ta vẫn còn có lực trinh sát ở vị trí này, chắc chắn là phải phát hiện ra họ ngay. Đụng độ với liên đoàn, đánh bóc rồi. Họ đã có những kế hoạch đánh bóc chúng ta đây ơi. Nhưng rất tiếc là Hiển Quyền đã phát hiện ra, và ngay lập tức lực lượng liên đoàn cũng đã di chuyển ra phía bên ngoài. Anh em thấy nó căng thẳng chưa? Lúc này nó rất là căng thẳng anh em ơi. Chúng ta không biết là họ sẽ tấn công chủ lực ở vị trí nào. Cứ phải đó và trinh sát thôi. Hạt nhân sắp xong rồi. Phòng thủ căn cứ tổng lực ở vị trí này. Liên đoàn đã bút y tâm, chúng ta đã sẵn sàng. Tăng Yago chống càng đối kháng trực tiếp thôi. Đối thủ đã bắt đầu di chuyển lên phía trên, và họ biết rằng Lâm Quyền đã kéo hết xuống phía bên dưới đây rồi. Họ đã chạy hết sức lên phía trên, thay đổi chiến thuật đánh lên phía trên rồi. Lâm Quyền ơi, phòng thủ ngay lập tức ở điểm gỡ. Một người chơi rất biết cách chơi, và chúng ta đã có một cuộc đua xì tăng giữa các đội vệ Tahamer và Yago. Ai sẽ là người nhận đến đích được đây? Tốc độ chạy của các đơn vị tăng Hammer là quá nhanh. Solidic cũng đã bứt tốc rồi, và chúng ta đã có được một quả tên lửa hạt nhân. Sẵn sàng bảo phá ở vị trí này, và ngay sau đó thì Quyền sẽ tấn công với các đơn vị Dragonfly. Bay lên trên không, một quả tên lửa hạt nhân đã bay lên trên không rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, phòng thủ căn cứ thuốc em ơi. 5, 4, 3, 2, 1, nó rồi. Một pha với một quả tên lửa hạt nhân nhưng vẫn không đủ sức để có thể xóa sổ thật nhiều các tàu nhà công sự của liên đoàn. Và bây giờ là Dragonfly. Dragonfly sẽ tấn công, đánh bóc vào các cứ lực lượng của liên đoàn. Tăng Hammer đã di chuyển về phía bên trong rồi. Chúng ta sẽ phòng thủ các cứ của Lâm Quyền bằng mọi giá đi bơi. Họ đã phát hiện ra nhà xúc tên lửa hạt nhân. May mắn mà chúng ta đã kịp thời triển khai rồi, chứ nếu không là toàn. Solaris cũng đã bắn phá được các tàu nhà công sự của Lâm Quyền rồi. Phòng thủ các cứ bằng mọi giá đi bơi. Đánh bóc vào căn cứ thành cường của liên đoàn thành công rồi. Bắn phá vào trung tâm chỉ huy ngay. Cho dù có phải tổn thất hết các tàu nhà công sự ngay ở vị trí này thì cũng không có sao cả đấy mày. Chúng ta vẫn còn có những phương án dự phòng là căn cứ lực của Hiển Quyền Osamic TV. Anh em thấy có căng thẳng và đó ghê chưa? Đó ghê vãi chưa anh em ơi. Solid cũng đã vừa bay anti rồi, và sức đam của anh là rất tốt.
có tận 5 tòa nhà công sở của Lâm Nghệ vừa mới đi bán phế liệu chỉ sau một lượng anti của Solaris Corridor mà thôi. Dân cũng đã đến rồi. Tại dòng lực tổng tấn công và đã win là chắc chắn rồi. Anh em thấy trận đấu này nó như thế nào? Đã làm sao và mình luận viên mình luận có hợp lý hay không? Có mạnh mẽ hay không? Và có đủ sức để có thể đây là một video rất hay hay không anh em ơi? Anh em hãy cứ bình luận nha và thấy hay thì hãy nhớ cho những người thân những lượt like. Và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ lên video này thật giá anh em ơi. Quá VIP và quá mạnh mẽ, một đối thủ chơi rất nhiều huy chương. Sanami đã rất bất lực rồi, căn cứ của họ không còn gì mà chúng ta còn có rất nhiều các tòa nhà công sở ở đây. Làm sao còn có cửa nữa bạn ơi? Win rồi. Cảm ơn em rất chi là nhiều nha. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it.